kìa. Chắc giờ này mọi người đang nấu cơm rồi. Xin chào chị em bỉm sữa, xin chào tất cả mọi người. Hello Dã Điến. Xin chào tất cả mọi người nha. Em cảm ơn chị Hương. Cảm ơn chị yêu nha. Được khen xinh là vui rồi. Chưa biết làm gì nhưng mà được khen xinh đã là sướng rồi. Cảm ơn Nguyễn La nha. Gái nhai mà xinh thế này. Cảm ơn chị yêu. Công chúa đây chị đâu. Cảm ơn em. Hello các tình yêu, các tình yêu của em ơi. Hôm nay mà có buổi livestream như thế này, tức là có nghĩa là cái buổi livestream này hôm nay rất là quan trọng. Thì mới livestream giờ này, mặc dù biết rằng giờ này mọi người đang ăn cơm hay mọi người đang làm gì đấy, tuy nhiên là mình vẫn quyết định livestream vào cái giờ này để thông báo với các bạn một thông tin cực kỳ bổ ích. Collagen thì uống một ngày một lần buổi tối sau trước 10 giờ tối nhá. Gái một con trông mòn con mắt. Bé gì ơi, bé con nhà ai mà xinh vậy? Cảm ơn. Chị ơi tư vấn em cái tan mỡ bụng đi. Chính xác, tan mỡ bụng. Đây chính là mẹ. Mẹ bỉm sữa rồi nhưng mà tự tin, lúc nào cũng tự tin về cái bụng. Đây ạ. Mọi ngày mình hay mặc che kín đi thì mọi người lúc nào cũng nghĩ rằng là có thể là cái đứa này là Photoshop hay là bất kỳ một cái gì đúng không ạ? Hôm nay mình đây. Đó. Rất là săn chắc và không hề có tí mỡ bụng nào nhá. Mặc dù là đợt này mình cũng tăng cân và hơi ăn hơi nhiều một chút xíu. Tuy nhiên là trộm vía nó không vào bụng nữa, nó vào mặt. Rồi, trước khi mà để tư vấn về những cái sản phẩm mà Thủy đã sử dụng và đến bây giờ có nhỉ? Mình bán gì mình dùng đấy, bán cái mình dùng và dùng cái mình bán. Đấy chính là tiêu chí của Thủy. Hôm nay mình livestream để thông báo với các bạn rằng là đến ngày mùng 6 tháng 10, tức là thứ bảy tuần này đấy ạ, Thủy có cuộc hội thảo để gặp mặt tất cả chị em, gặp mặt tất cả chị em ở đây. Bạn nào mà muốn muốn Thủy chia sẻ về cái con đường kinh doanh của Thủy từ trước tới nay, hay cũng như là tìm hiểu về một cái sản phẩm nào đấy, các bạn đang băn khoăn mông lung không biết là tìm sản phẩm nào để kinh doanh bây giờ, thì hãy đến hội thảo của Thủy nhá. Có thể rằng là mình không cho được bạn tiền nhưng mà mình sẽ trao những cái cơ hội kiếm tiền cho các bạn. Mình khẳng định một điều như thế. Và những cái sản phẩm mà các bạn được giới thiệu ấy, đều là những cái sản phẩm siêu hot và có nghĩa là siêu an toàn cho cả gia đình nhà mình. Mình nói qua về hội thảo đấy nhá. Khi các bạn đến hội thảo ấy thì bất kỳ mình sẽ có gần 100 phần quà cho các bạn. Mỗi một bạn đấy là có một phần quà. Thế nên là chúng ta sẽ rủ chị em, bạn bè, anh em, bạn gì, tất cả mọi kiểu đấy, đến nhau, đến với nhau, đến cùng với Thủy nhá. Cái thằng Lâm Phát dùng gì đấy, nói linh tinh cái gì đấy. Thôi, tập trung vấn đề chính đấy nhá. Trong buổi hội thảo đấy thì sẽ có giám đốc của công ty Naturium Tây Ban Nha sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm thế nào để kinh doanh giỏi này. Nói chung là đều những người giỏi thôi, và những người mà Thủy rất là hâm mộ. Đó, thì rất là hâm mộ luôn ý. Các bạn mà ngày hôm đấy các bạn mà muốn kinh doanh ấy thì cũng có những cái cơ hội siêu tốt, và những khách hàng cũng có những cơ hội siêu tốt luôn. Đấy, nói chung là rất là gọi là gì nhỉ, siêu lợi. Xinh quá. Hôm nay đi mặc như là cô tiên ý. Điệu. Thực ra là mình không hợp điệu. Tóc tai là lúc nào cũng chỉ búi hết cả lên. Xong rồi từ khi mà có con thì lúc nào cũng chỉ gọi là
làm thế nào để cho gọn đỡ vướng vào con, móng tay ngày xưa có thể để dài nhưng bây giờ cầm kìm cắt hết đi luôn. Ngày xưa còn để móng rồi đính hoa đính kiệu các kiểu, nhưng mà bây giờ có con rồi thì không làm được như thế nữa đó. À, tuy nhiên rằng là mình vẫn rất là xinh đẹp, một điều không thể chối cãi đấy là mình vẫn rất là xinh đẹp. Làm thế nào để sau khi sinh xong mà vẫn có thể giữ được vẻ đẹp như hồi con gái, thậm chí là đẹp hơn, thì mời các bạn đến với hội thảo của mình nhé. Mình sẽ chia sẻ từ đáy lòng của mình cho các bạn. Cảm ơn Linh nha. Thực ra thì nhiều người vẫn lúc nào cũng thích rằng là làm nào để xinh hay làm thế nào để cuốn hút đàn ông. Nhưng các bạn có thể là quên mất một điều cuốn hút đàn ông dễ nhất, chính là mùi hương. Đấy, thế thì là lúc nào mình cũng giữ bảo bối này bên cạnh sữa tắm phúc quân tử đó. Vì sao sữa tắm này lại có sức hút như thế, và vì sao nó có giá 399.000 mà rất nhiều chị em mua như thế, thì mời các bạn đến với hội thảo của mình. Hội thảo của mình sẽ tham dự từ một giờ ngày mùng 6 tháng 10 vào lúc 1 giờ đó và thứ bảy tuần này. Mời các bạn, trân trọng kính mời các bạn. Và chút nữa thì mình sẽ có một cái thư mời, mình up lên trên Facebook, sẽ có thời gian địa điểm cụ thể. Lần đầu tiên mình tổ chức hội thảo nên là có nhiều cái nó vẫn còn bỡ ngỡ. Tuy nhiên là thôi, chúng mình thật lòng với nhau là chính, và mình có nghĩa là chân thành mời các bạn đến với hội thảo của mình nhé. Mỗi bạn tham dự đều được một món quà trị giá hơn 500.000. Món quà rất là hị. Ba người tham dự thì sẽ có 3 món quà. Đấy, nói chung là càng người các bạn càng rủ đông thì càng được nhiều quà. Chúng ta sẽ được chơi mini game này, rồi là được giám đốc của các nhãn hàng chia sẻ này, con đường kinh doanh của họ này, chúng ta rất là bổ ích. Bạn nào muốn kinh doanh giỏi này, muốn kết bạn nhiều này, muốn nhận được những cái chia sẻ làm thế nào để xinh đẹp này, đấy, rất là nhiều thông tin bổ ích sẽ có vào ngày hôm đó. Mình sẽ ép thời gian địa điểm cụ thể. Bạn nào mà đi được nhá thì cho mình xin thông tin của bạn đó, chỉ cần số điện thoại thôi, và chắc chắn là tham dự để mình có chuẩn bị quà nhá. Không giới hạn người đi, thế cho nên là các bạn có thể rủ thoải mái, một bạn có thể rủ 5-6 bạn cũng được, nhưng mà các bạn phải chốt lại số lượng với mình, bởi vì là mỗi bạn đi đều có muốn đều đấy, đang nói dở, đọc comment kia là cũng muốn, tự nhiên thành có muốn luôn, chả biết hiểu mình nói cái gì. Dạ. Mọi người ơi, địa điểm sẽ là ở Hà Nội, ở đây La Thành nhé mọi người nhá. Địa điểm cụ thể mình sẽ có một cái thư mời mình up lên trên Facebook bây giờ đây. Một xíu nữa mình sẽ up lên bây giờ đây, thì mọi người sẽ chốt lại này, cho mình xin thông tin của bạn, chẳng hạn như là Thủy đến tham dự đi, thì Thủy sẽ bảo là Thủy đi cùng 3 người nữa, số điện thoại của Thủy là này, gồm 3 người nữa, tức là 4 người đó. Thì mình chỉ cần đăng ký số người tham dự thôi. Rất là bổ ích đấy, thật sự. Và hy vọng là hôm đấy chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn, rằng là làm thế nào để sinh xong vẫn xinh đẹp này, làm thế nào để cuốn hút người yêu này, làm thế nào để cuốn hút chồng này, làm thế nào để lúc nào cơ thể cũng thơm tho này, hay làm thế nào để tóc sau sinh lúc nào cũng dày như thế này và đẹp như thế này này. Rất nhiều câu hỏi và rất nhiều cái chia sẻ của các bạn kinh doanh giỏi, hoặc là các chị giám đốc, hoặc là nói chung là rất nhiều người giỏi. Tiếc quá hôm đó em không đi được. Thế à, hôm đấy tin thứ bảy chủ nhật mà, tin thứ bảy mà. Thế em có thể sắp xếp thời gian xem, bởi vì là buổi chiều, sáng không phải dậy sớm. Buổi chiều thứ bảy, ngày 6 tháng 10. Tóc chị Thủy làm kiểu xoăn gì mà đẹp? Chị á, chị làm xoăn giả thôi em ạ. Thêm một thông tin nữa mà mình muốn nói với các bạn, đấy chính là Eli, làm thế nào để sau sinh vẫn trở về dáng ban đầu mà thậm chí còn đẹp hơn dáng ban đầu. Bí quyết của mình mỗi ngày thoa Eli thôi, sáng tối. Hương bưởi đã xem rồi à?
Cơm Bưởi ơi, chút nữa em tham dự hội thảo thì cho chị xin là thông tin của em này, số điện thoại của em này, cũng như là em đi cùng thêm mấy bạn thì em đăng ký với chị nhá. Các bạn nhớ nhá, muốn các bạn nhớ là con này ra cho bà đi. À, không giới hạn những người tham gia hội thảo, không giới hạn giới tính, chỉ cần các bạn yêu bản thân mình và muốn kết bạn các nơi, rồi là muốn thử sức kinh doanh hay là bất kỳ một cái gì đấy đều có thể tham dự hết. Và hoặc là có thể là yêu quý Thủy chẳng hạn, thích gặp mình ở ngoài, thích nghe mình chia sẻ con đường kinh doanh của mình đầu tiên như thế nào mà bây giờ lại được như thế đấy, cũng vậy. Ôi idol của em xinh quá, cảm ơn Ngọc Thảo nha. Con cười nhạt thế. Sản phẩm đó một lọ giảm eo được bao nhiêu? Đây là cái câu hỏi mà rất nhiều người hỏi mình. Giảm bao nhiêu còn tùy thuộc cái cơ địa nữa, và tùy thuộc theo là bạn chăm hay không chăm. Chán quá, con em nhỏ quá không đi được. Các mẹ ơi, các mẹ mà có con nhỏ có thể mang con đi nhá, rủ cả chồng luôn, cả gia đình mình đi, coi như là một buổi đi chơi thôi. Vừa được chơi mini game gắn kết tình cảm gia đình này, vừa được nghe các bạn kinh doanh giỏi, tạm giỏi chẳng hạn như mình chia sẻ về cái kinh nghiệm này, rồi là các chị giám đốc marketing hay là giám đốc của nhãn hàng, hay là nói chung là những người rất giỏi mà mình hâm mộ, để chia sẻ cho các bạn những cái điều rất là bổ ích. Chắc là mai có rét em ạ, sáng mai có rét đấy. Thì có thể là đến chiều chị mới ship đồ, sáng chị hay dậy muộn. Xong rồi chị sáng chị nhiều việc lắm. Sao con? Chị vào bụng này xinh thế. Cảm ơn em. Rất mong là được gặp mọi người ở ngoài nhiều hơn, để chúng ta chia sẻ với nhau thật lòng hơn nhá. Đi đâu mà lồng lộn thế kia. Thực ra bây giờ chuẩn bị đi sinh nhật bạn, nên là phải livestream hơi sớm. Chứ đáng ra sẽ 8 giờ mới livestream cơ, nhưng mà hôm nay hơi bận chút xíu. Tuy nhiên là không thể để lỡ được. Rất muốn là các bạn biết được, nắm được cái thông tin đấy. Không những may mà khi mà hội thảo diễn ra rồi mà mọi người không kịp tham dự ấy, kiểu không biết thông tin ấy, thì rất là tiếc. Ra đây, cười nhạt đấy. Chính là cái hãng Naturium này sẽ tổ chức hội thảo gặp mặt cái bạn Bốn Phương, kiểu cái bạn Bốn Phương ấy. Không em ạ, quần này chị mua lâu lắm rồi mà bây giờ mới mặc vừa. Ngày xưa hồi mà đẻ gạo được 1 tháng thì trong đầu chị vẫn nghĩ rằng là mình vẫn như xưa, mình vẫn size S và vẫn kiểu dáng đẹp như xưa ấy, thế là mua cái bộ này, mua bộ này. Nhưng mà khi mà mới đẻ gạo xong ấy thì mặc không vừa, quần chỉ kéo lên đến đây là dừng rồi, không thể kéo được lên nữa. Mới thấy rằng là trời, tại sao bây giờ mình có thể béo thế. Nhưng mà được gạo được 1 tuổi rồi thì cũng là lúc mà mình giảm cân, bôi eyeliner các kiểu để mặc vừa quần này. Lúc nào cũng phải cố gắng làm thế nào để đẹp và làm thế nào để giữ dáng. Cảm ơn chị Huyền Trang, cảm ơn chị Giang Linh. Áo này chị mua, chị cũng chẳng nhớ địa chỉ đâu. Chị mua lâu rồi. Mọi người có hỏi mình về cái hội thảo đấy không? Bởi vì là hội thảo các bạn đừng nghĩ rằng là hội thảo là phải kiểu nó quá là ghê gớm gì đó. Đơn giản chỉ là buổi gặp mặt nhau thôi. Chúng ta gặp mặt nhau, chúng ta chia sẻ về những cái điều trong cuộc sống này. Chúng ta tìm hiểu xem là bạn này bạn kia làm thế nào để bạn ấy giữ dáng thế, làm thế nào để bạn ấy xinh đẹp thế, làm thế nào để bạn ấy kinh doanh giỏi thế. Đó, đơn giản là như thế thôi. Chúng ta gặp mặt nhau và chúng ta chia sẻ với nhau. Xinh quá thì ơi. Rồi tiếp theo sẽ là đến phần nói qua qua về AI nhá.
Mẹ cho con trai Eli vậy. À, Eli con gạo rồi đây. Dưới đây. Đấy, đi tìm. Tóc đẹp quá. Em cảm ơn giám đốc nha. Đấy, được giám đốc Naturium khen đấy. Em cảm ơn chị Liên Mai. Hy vọng là sẽ được gặp tất cả mọi người ở đây vào thứ 6. À, thứ 7 nhầm, cứ quên mùng 6 từ hôm qua rồi. Mình biết là mùng. Sẽ gặp mọi người vào thứ 7 ngày mùng 6 tháng 10 buổi chiều từ 1 giờ cho đến 5 giờ tại Đê La Thành. Xem địa chỉ cụ thể nó là bao nhiêu Đê La Thành nhỉ? Đây. Tôi sợ buồn rồi. Chút nữa. Mày sao không mày? Chút nữa mình sẽ có một cái thư mời mình up lên trên Facebook. Bạn nào mà tham dự thì inbox cho mình đăng ký số lượng người tham gia, chẳng hạn như là mình đăng ký 2 suất chẳng hạn. Đó, thì bạn Thúy ơi cho mình đăng ký 2 suất để mình tham dự nhé. Bởi vì mỗi một suất sẽ tương ứng với một phần quà. Mỗi một suất tương ứng với một phần quà trị giá hơn 500.000. Rất là thích. Quà siêu xịn luôn. Tất cả những cái quà của bên mình không nặng thôi, tặng là phải xịn. À, và các mẹ mới sinh xong ấy, đừng quá đau đầu về bụng nhá. Bởi vì khi mà mình mới đẻ xong ấy thì mình cảm thấy rằng là trời ơi, dáng ngày xưa của mình đâu rồi? Tại sao mình dáng đẹp như thế, bụng đẹp như thế mà bây giờ bụng như một cái quả bóng xịt ấy. Đó, như cái quả bóng xịt. Xong rồi nó cứ nhăn xong đen đen ấy. Đó. Không sao cả. Dần dần rồi nó sẽ hết, dần dần rồi nó sẽ hoa lại thôi. Quan trọng là mình phải chăm, mình hoa eyeliner hàng ngày. Đây này, cái chất kem eyeliner của nó như thế này nhá. Đây này, như kem dưỡng luôn. Hoa vào không có cảm giác bị nóng hay nhờn dính gì cả. Chỉ cần hoa vào thôi, sau một thời gian nó sẽ săn cơ. Và nó săn cơ và nó trắng ra lúc nào mình không biết. Đó. Xinh dài thế này, khối anh chết. Em chả thấy ai chết gì cả ấy. Đây này. Em ơi, ai cũng nghĩ em thế nên là em mới bị cô đơn. Vẫn là mẹ đơn thân một mình nuôi con. Khổ thế. Đây nhá mọi người nhá. Mọi người cần thoa vào bụng này. Chúng ta mình mặc cái bụng này mình. Đấy, mình chỉ thử cho các bạn nhìn thôi. Đó, các bạn massage đều các bụng này. Đều các bụng. Sau đó kéo từ đây vào đây. Kéo thế, massage như thế. Đó. Em thích chị lúc thấy trên IG, Instagram hả? Đúng rồi, chỉ hoa như kem dưỡng xong mà thôi. Rất là thích. Cảm ơn Như Nguyễn nha. Đấy, nó sẽ ngấm luôn, nó mịn và nó hơi mát mát như kiểu bạc hà. Nhưng mà cái đấy sẽ giúp các bạn tan mỡ. Bạn nào mà mới sinh xong thì nên mặc cái ren bụng hoặc là quần cặp cao ấy để cho nó săn cơ nhanh hơn, cũng như là giảm mỡ nhanh hơn, về form nhanh hơn. Còn ngày xưa mình cũng chẳng mặc đâu, mặc có mua cái đai đấy nhưng mà để xó rồi. Mặc được có 15 phút ngạt thở quá, tháo luôn, không thở được. Ăn bụng nha, gạo ăn bụng. Đơn giản thì thế thôi. Còn là các mẹ nào mà đi làm văn phòng ấy, đó thì mang airline đi, hoa vào bụng để cho nó hạn chế cái việc tích tụ mỡ ở bụng. Mẹ ơi, mẹ có thể kéo này dịch sai ra con để con hướng dẫn mọi người thoa kem cho con rõ hơn không? Nó hơi bị ấy. Cho hẳn ra ngoài thôi. Đây. Nhưng mà trên live stream mình vẫn còn béo hơn ở ngoài gầy hơn. Được chưa? Đây. Được chưa? Mọi người lấy kem ra xong rồi mọi người mẹ cầm ra đây. Lấy kem ra xong rồi mọi người thoa. Chai gì? Thoa như này. Rửa đây. Xong rồi bạn nào mà bị béo ở đùi này hay là bắp chân bắp tay thì có thể thoa vào bắp chân bắp tay massage thôi nhé. Và cái chính của ngày hôm nay vẫn là mọi người nhớ là sẽ tha
nhớ là tham dự cái hội thảo của mình nhé, để chúng ta chia sẻ với nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn mọi điều trong cuộc sống, cũng như là cái con đường kinh doanh của Thủy như thế nào. Đây chính là sữa 8 phút bồn tử bestseller của mình. Ai ai cũng thích cái sữa tắm này, bởi vì là mùi rất là thơm, đã thế lại còn chất lượng nữa, an toàn cho cả mẹ và bé. Bé nào trên 4 tuổi là có thể sử trên 3 tuổi là có thể sử dụng rồi. Tan mỡ là 750.000 một hộp nhá bạn nhá. Tan mỡ. Con đứng im đấy, không được ra đây. Mẹ đang làm việc con. Mình sẽ nói chuyện với các bạn cho đến khi bạn mình gọi, bạn mình đón. Để mình đi sinh nhật. Như là mọi người có câu hỏi gì thì cứ hỏi nhá. Không, tí nữa mình lại bận mất rồi. Mấy hôm nay đều full lịch thôi. Từ hôm nay cho đến ngày 11 tháng 10 mình bận lắm. Và ngày 11 tháng 10 thì mình lại có chuyến công tác ở bên Pháp. Nên là ngày 11 tháng 10 mình đã có chuyến công tác ở bên Pháp rồi. Đó, bạn nào cần mua gì thì có thể inbox mình mua hộ cho. Chúng ta sẽ sang bên châu Âu để xem là Naturium ở bên đấy họ tin dùng như thế nào. Tuột à mày? Vừa nãy? Thế à? Mọi người đang nấu cơm, đang làm gì đấy? Bê cao nhỉ? Bê cao tí. Bê cao chút. Được chưa? Cháu ơi, chạm vào đấy đổ đấy. Hôm nay cái gì công chúa đây này. Ui dồi ôi, rồi hết ra thảm rồi, gạo ơi. Đeo khoan bẩn lắm ý. Ngồi ngắm em xinh quá cơ. Em cảm ơn chị Linh Chi nha. Mọi người ơi, em rất thích mọi người ngắm em ở ngoài. Em không thích mọi người ngắm em trên live stream đâu. Thế nên là trân trọng kính mời mọi người tham dự hội thảo của em do công ty Naturium tổ chức, gặp mặt tất cả các khách hàng cũng như là đại lý và tất cả chị em. Nói chung là có thể rủ tất cả mọi người đều đi được tham dự hội thảo, vừa được quà, vừa nghe, vừa gặp nhau ở ngoài nói chuyện, thích hơn đúng không? Đàn ông và đàn ông đàn bà đều được. Và chúng ta sẽ chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống, rằng là làm thế nào để kinh doanh giỏi như Thủy bây giờ, làm thế nào để xong vẫn xinh như thế bây giờ, làm thế nào để tóc đẹp như Thủy bây giờ, làm thế nào để khơm như Thủy bây giờ đấy, đại khái thế. Ví dụ em chia sẻ một điều nhá, đàn ông ấy người ta có thể chưa cần xinh lắm, chưa cần trắng lắm và chưa cần kiểu xuất sắc lắm, nhưng người ta cần điều đầu tiên đấy chính là phải sạch. Sau sạch chính là thơm. Đó, thì sữa tắm Naturium thì giúp các bạn. Thứ hai đó là dưỡng thể Naturium sẽ giúp các bạn mịn. Người ta thích thơm và đàn ông cực kỳ thích phụ nữ da mịn, sờ da mịn cực kỳ thích ạ. Đến mình còn thích là đàn ông đúng không ạ? Thế cho nên là muốn giữ lửa gia đình thì chúng ta phải nhớ là chăm sóc body mình này, chăm sóc tóc này. Đấy, mềm mượt, thun mượt, dày dặn. Các kiểu. Mọi người có thể là đang nấu cơm mùi thức ăn ám vào tóc, các bạn chỉ cần xịt cái dưỡng, xịt khoáng của Naturium ấy, tóc một tí, tóc một tí là body, thế là át lên mùi luôn, thơm, thơm mùi hoa quả. Và tất nhiên là các con đều dùng được. Và cách chăm sóc da sau sinh đó rất nhiều. Rất là mong được gặp mọi người tại 152B thì phải. Tóc dùng gì cho nhanh dài và dày thì từ khi mà đẻ ra đến bây giờ thì mình sử dụng qua rất nhiều loại dầu gội. Bởi vì hồi đó thì
mình còn dở cái loại dầu gội cũ. Nhưng mà thật sự an toàn cho con và an toàn cho các mẹ sau sinh ý, thì chúng ta nên sử dụng dầu dừa. Dầu gội dừa và cái dầu gội dừa đấy nó đã là 2-in-1 rồi. Nó bao gồm cả dầu gội và dầu xả rồi. Tuy nhiên thường thường những bạn bây giờ ấy tóc kiểu khô sơ do dùng nhiều hóa chất rồi thì nên sử dụng thêm cái củ tóc nữa. Củ xả tóc đấy nó như kiểu xả argan. Một bộ dầu gội bao nhiêu tiền? Một bộ dầu gội của em ý có thể sử dụng cho cả gia đình nhá, cho mẹ cho bé này. Tôi biết là các con trên 3 tuổi là có thể sử dụng rồi, các con dưới 3 tuổi thì nên sử dụng các cái dòng dầu gội của các con nhá. Dầu gội 399.000, còn đâu củ tóc là 457.000. Xin làm ý. Em cảm ơn các chị nha, xinh quá em. Cảm ơn các tình yêu rất là nhiều. Các tình yêu ơi, các tình yêu em rất muốn gặp các tình yêu ở ngoài để chia sẻ nhiều hơn, để chia sẻ sâu hơn. Thì các tình yêu sắp xếp thời gian nhá, gặp em vào buổi hội thảo của Naturium chiều ngày 6 tháng 10 tin thứ 7 tại 152B Đê La Thành, từ 1 giờ thời gian từ 1 giờ cho đến 5 giờ. Trong cái hội thảo đấy chúng ta có chơi mini game, có những cái chia sẻ những con đường kinh doanh của các của các giám đốc của công ty và con đường kinh doanh của Thủy. Em muốn đi làm đây, rất chào mừng mọi người và rất có là trân trọng kính mời mọi người tới tham dự, vừa có quà mà vừa vui nữa. Nhìn chị xinh quá, ngắm mãi không chán. Mẹ gạo xinh quá, hôm nay đều được khen xinh thôi nên là chỉ mong là mọi người đến tham dự nhiều nhé, để chúng ta nhìn nhau ở ngoài cho nó tình cảm hơn. Lại ăn vụng rồi. Đã đây. Bây giờ mấy giờ mẹ? Sợ bạn nó đến. 7 giờ rồi á? Đến thì nó gọi chưa 6 giờ hơn. Cái chân đây không phải chân váy, đây là quần đấy mà, đây là quần không phải váy. Mới sinh xong không có đi được, mới mổ 1 tuần dùng kem tan mỡ được chưa em? Chị ơi, nếu mà mới mổ ấy thì chị phải cho cái vết mổ nó lành đã thì chị mới được thoa nhá, ít nhất là sau 1 tháng. Xinh quá chị ơi, cảm ơn Trà My nha. Xin mời Trà My ngày 6 tháng 10 này tham dự hội thảo cùng với chị nhá. Chị yêu ơi, để ý áo chỗ đuôi tóc ý. Thank you em. Tóc chị là tóc thật à? Đúng rồi, tất cả đều là tóc thật hết. Bao nhiêu công chăm sóc kể cả để xong cũng không bao giờ dụng, nhưng mà dụng ít. Đấy là thời gian chăm sóc dầu dừa rất là chăm chỉ của mình. Mà cái áo trễ vai này là phải cẩn thận. Áo này chị chẳng nhớ chị mua ở đâu á, chẳng nhớ tên. Bởi vì là chị hay mua kiểu cái hồi mà mới đẻ xong ấy, hồi mới đẻ xong là bị kiểu bị hâm ấy, cứ lên mạng là mua bao nhiêu xong rồi chẳng mặc được, cho nên bây giờ mặc loạt. Bởi vì hồi đấy kiểu bị stress, bị kiểu bị trầm cảm sau sinh. Cứ giả vờ thế. Nhưng không phải là trầm cảm, nhưng mà đại khái là cũng bị kiểu hâm ý. Nhìn cái gì, cứ nhìn người ta xinh đẹp là mình cảm thấy mình bực mình. Tại sao người ta xinh thế mà mình bây giờ trông xấu thế, mà ngày xưa mình còn xinh hơn nó. Đấy, kiểu thế. Xong bực mình, xong mình cứ đi mua quần áo. Ai đăng lên cái gì cũng thích, và ai mặc cái gì cũng thích, xong rồi cứ tìm bằng được mua. Đắt cũng mua, rẻ cũng mua, xong mua một loạt về. Tóm lại là Thủy không ăn cơm nhà đúng không? Không, sinh nhật mà. Nếu mà em làm mũi thì em lại không có lộc như bây giờ đâu. Tiền làm mũi thì không bằng tiền lộc của mình đâu. Thế nên là mình phải chọn với cả nếu mà em làm mũi bây giờ thì em giống mọi người quá. Làm sao mà lại mà mọi người không biết mình đúng không? Thế nên là mình tự nhiên làm sao thì làm. Thế nên là mình để những cái gì tự nhiên được thì để. Chứ còn tiền làm mũi 50 triệu thì
làm xong 50 triệu cái tiền đấy vừa mất lộc xong lại vừa chưa biết là có đẹp hay không. Bởi vì bây giờ cảm thấy rằng là mình đã khá là ưa nhìn rồi, nhìn khá là xinh rồi. Xinh vừa vừa thôi, đừng xinh quá. Xem tôi gái một con trong hoàng con mắt. Cảm ơn chị Bi, chị Huyền Bi. Chúng ta bao lâu chưa gặp nhau rồi? Phải 5-6 năm rồi đấy. Gạo ơi, vào đây với bà đi. Lại biết cái gì đấy đấy. Thôi chị ạ, mũi không cần đâu ạ, cao rồi mà, đúng rồi. Đúng rồi đấy. Thực ra thì nâng mũi ai chẳng nâng được. Nếu mà bây giờ chị làm mũi lên chắc là mọi người không nhận ra mình nữa, tưởng mình là đứa khác. Chị không bán áo này cái hôm mà chị up lên chị hỏi. Ừ, được đây. Chị xinh rồi hả? Thực ra thì cũng cao rồi. Đấy. Nếu mà bây giờ nhá, bây giờ mà kiểu giống như các bạn bây giờ có đi tiêm Botox cho nó gọn mặt này, làm mũi này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái thủy khác. Không ai nhận ra mình nữa, chứ không phải là thủy này. Thế là thôi làm vừa vừa thôi, chẳng cái gì đẹp rồi thì mình để nguyên. Trông xinh là được. Anh Long ở Đà Nẵng cứ khen chị mũi cao. Cao rồi. Khổ. Ông Long lại buồn cười vãi. Chị nhá, là mũi này là mũi mọi người hay nói là mũi đón lộc, mũi hướng tiền. Đấy, rất nhiều bạn có đi làm mũi cũng nói rằng làm cái mũi dáng như thế để hướng tiền ấy, để lộc. Nên là bây giờ mình có mũi tự nhiên như thế rồi, tự nhiên bây giờ mình lại đi mình nhỏ cái mũi chẳng hạn, hay là mình làm gì đấy thì nó lại mất lộc. Ê, mũi này cũng cao rồi. Đúng rồi, để tự nhiên là xinh nhất. Cái gì mà mình hơi xấu một tí thì mình sửa sửa một tí là được. Đâu chị nhưng mà chị nhát ấy, mặt chị bây giờ vẫn chưa sửa gì, chưa dám sửa gì cả. Mặc dù là để xong là mắt mí này hơi sụp một tí đó, nhưng mà cũng chị mua áo với chút tên tiếng Anh ấy chả nhớ nữa, cái tên đấy nó khó lắm, khó nhớ lắm. Chị thế này là xinh khối đứa phải xếp xếp khiếp. Ui dồi ôi, nói thế tí nữa chị ăn cả một rổ gạch bây giờ. Thực ra thì các bạn ấy thẩm mỹ thì xinh hơn nhiều, nhưng mà nói chung là mình không dám thôi, chứ còn nếu mà kiểu như là mình hợp cái mặt này, mình lộc với cái mặt này thì mình để. Còn nếu mà thầy bói nói rằng là mày phải sửa mũi đi thì mày mới hết cái đường tình duyên lận đận, mày có người yêu ngay, là chị cũng đi sửa đấy. À, đúng rồi, ôi trời ơi, mẹ nói chuẩn nữa con cười à. Đâu đây? Đưa đây cho bà để bà tự ấy. Còn chưa mua được cái cây để bóp cái này rồi đấy. Cá là cái này. Thì chính là thẩm mỹ em thấy mặt giả lắm, mặt đứa nào cũng giống đứa nào. Bởi vì người ta làm chung một bác sĩ. Đó, thì thực ra là ai mà hợp mặt nào rồi thì cứ nên để thôi. Còn nếu mà đi xem tướng người ta bảo rằng là do là mũi mình như thế hay là do mặt mình có cái này có cái kia mà đường tình duyên của mình lận đận như thế là chị cũng đi sửa ngay. Chứ còn như hiện tại là cả chị cảm thấy đường tình duyên của chị nó cứ như kiểu ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo. Xinh xinh chung tình mà cứ vẫn cứ một mình nuôi con. Đấy. Con cười đi. Cạo ỉa đúng không? Trời ơi, con gái tôi đã ỉa thôi. Dạ. Ỉa thôi. Dạ. Đây bà ơi. Bà đi theo bìm đó. Bà bìm. Ôi dồi ôi. Đây cho bìm thôi. Thêm bìm tích. Bìm tích rồi. Chút nữa mình sẽ edit, chút nữa mình sẽ edit lại cái trạng thái, mình sẽ nói rõ cái địa điểm này, cộng thời gian này. Đó.
tổ chức hội thảo nhé. Xong rồi các bạn tham dự thì đăng ký sớm với mình nhé, để mình còn chuẩn bị quà nữa. Công ty còn chuẩn bị quà cho các bạn. Mỗi bạn tham dự sẽ được một phần quà trị giá hơn 500.000. Hơn 500.000. Nên là chúng ta tham dự nhiều nhiều nhé, đi cho vui. Đơn giản nó chỉ là buổi chia sẻ thôi, chứ nó không có gì to tát hết. Gặp nhau là chính. Chơi. Coi như là ngày thứ bảy cuối tuần thì gia đình mình đi chơi đi. Đấy, kiểu thế. Bạn có dùng gì hay là tập gì không mà nhanh về dáng thế? Đó, mình cũng có chia sẻ là mình không có tập gì cả. Thực ra là cũng không phải là không tập, bởi vì mình bê hàng suốt ấy. Đấy, cứ thùng hàng về thì mình lại bê. Thế nên là cũng coi như tập tạ đi. Đó. Kết hợp với cả mình thoa S-Line này. Kết hợp thoa S-Line mỗi ngày thì mình dành ra 20 phút. Buổi sáng 10 phút và buổi tối 10 phút để mình thoa vào bụng. Thoa xong rồi mình phải massage một tí cho nó ngấm sâu hơn. Đó. Và nó vừa trắng vùng bụng này, vừa mịn này và vừa săn cơ. Bây giờ ở bên Hàn Quốc người ta đều dùng tan mỡ nhiệt lạnh rồi, không dùng nhận nóng nữa, nên là mọi người đừng thắc mắc là tại sao thoa vào nó không bị nóng rát, bởi vì nóng rát nó sẽ bị nhão cơ. Cơ bản là đi là muốn nhận quà và ngắm chị, học hỏi kinh nghiệm bán hàng. Đúng rồi, chính xác, đi để học hỏi kinh nghiệm bán hàng. Và trong khi mà mình đang mông lung không biết là phải bắt đầu như thế nào, lựa chọn sản phẩm gì để bán bây giờ, bởi vì nhá, cái sản phẩm đầu tiên của các bạn bán ấy chính là cái nền móng đầu tiên, hòn gạch đầu tiên để các bạn kinh doanh nhá. Nếu mà bạn chọn kem trộn kinh doanh ấy thì mai này bạn có bán tất cả những cái dòng cao cấp thì không ai tin bạn nữa đâu, bởi vì là họ đều nghĩ rằng là đấy là kem trộn, các bạn hiểu không ạ? Thế nên là ngay từ khi bắt đầu các bạn phải chọn những cái dòng sản phẩm uy tín, chất lượng. Và nếu mà có nhập khẩu chính ngạch ấy, tức là có nộp thuế cho nhà nước thì càng tốt. Bộ sổ lâu năm rồi có hiệu quả không bạn? Có bạn ạ, bạn kết hợp gen bụng ấy thì hiệu quả nhanh hơn. Nhưng mà mình nghĩ là bạn có thể mặc quần lẽ trinh cao cao cũng được, bởi vì mình mặc cái đấy mình không thở được, mặc cái gen bụng không thở được nên mình chả mặc. Mặc những cái áo kiểu này suốt ngày phải để ý mệt quá. Đẹp thì đẹp đấy mà mệt. Câu hỏi của chị là cái gì? Cảm ơn chị Thanh Hằng nha. Đây, bụng. Đây là cái này, cái chai này nhìn như thế này thôi mà sử dụng được 3 tháng đấy. Đó. Bụng là cũng thon gọn. Không, hôm nay không mặc che nữa nên là mọi người có thể thấy được mà. Không hề là Photoshop. Livestream mình không thể Photoshop được. Chị tư vấn cho em bí quyết tóc nhanh dài và dày. Tất cả những cái bí quyết sau sinh làm thế nào để tóc nhanh dài và nhanh dày đều có ở trong buổi hội thảo hết. Rất trân trọng mời các mẹ sau sinh để chúng ta thực hành luôn, để cho tóc chúng ta đẹp. Bôi cái này thích, chị bôi xong dùng kem đeo qua đêm, sáng hôm sau bé tí. Em cảm ơn chị yêu. Phải chụp lại màn hình thôi. Ôi trời ơi, làm gì mà khóc thế? Kết hợp gen bụng rất là tốt. Kết hợp gen bụng thì các bạn có thể thấy là hiệu quả nhân 2 luôn. Nhưng mà bạn nào khó thở giống như mình thì mặc quần cọc cao là được. Như mình còn chẳng dùng gen bụng gì cơ. Nó cũng sẽ hiệu quả thôi. Làm cái gì? Tập đoàn là chị một bạn lão ấy. Một chị rất là xinh đẹp, tin tưởng dùng S-Line của mình. Thật sự là rất tự tin về S-Line luôn ạ. Các
các mẹ nào mà sau sinh lâu năm rồi thì mình kiên trì hơn, chẳng hạn như là Thủy thì chị Thủy dùng 2 lọ là đã thấy là hoàn hảo rồi, thì các bạn dùng 3-4 lọ, đâu có những bạn mà thon rồi thì dùng 1 lọ thôi, vì kết hợp đi tập gym ấy nó săn cơ rất là tốt. Các anh nào mà muốn xò múi thì sử dụng cái này cũng được, săn cơ nhanh, rất là thích, không hề nóng và nó không hề kiểu nhất nhất đâu, nó thấm ngay. Bây giờ thì đã đến thời gian mình phải đi sinh nhật bạn rồi. Vậy là mình chốt lại nhá, chốt lại livestream này đấy chính là thứ bảy ngày mùng 6 tháng 10 buổi chiều từ 1 cho đến 5 giờ Thủy có tổ chức hội thảo tại 152B Đê La Thành, Hà Nội. Kính mời tất cả chị em bạn gì tới tham dự cùng với Thủy. Sau cái livestream này mình sẽ up lên trên Facebook một cái thư mời và mọi người sẽ nhìn rõ được là địa điểm, thời gian và mọi thứ ở trên cái thư mời đấy. Mỗi bạn tham dự đều được tặng một phần quà trị giá hơn 500.000. Quà rất là xịn. Thế nên là chúng ta rủ càng nhiều người đi càng tốt. Tuy nhiên, mỗi bạn có thể được rủ không giới hạn bạn bè, nhưng mà phải báo lại cho mình để mình còn chuẩn bị quà cho nó đầy đủ nhá. Chẳng hạn như là mình đi 3 người thì mình đăng ký là 3 suất chẳng hạn. Đó. Rất mong là hẹn gặp mọi người tại ngày hôm đó để mình có thể chia sẻ nhiều hơn trên livestream, và chúng ta khi mà gặp mặt chính thức thì chúng ta sẽ có nhiều thứ để nói hơn. Nhá. Bây giờ mình đi sinh nhật đây. Bye bye mọi người. Và trước khi bye bye mọi người thì chúng ta nhớ lại cái sữa tắm dừa này đi nhá. Đó. Cái này sữa tắm này rất là thích đấy ạ. 399 nghìn. Rồi bye bye mọi người. Hẹn gặp vào ngày 6 tháng 10 nhá. Tại 152B Đê La Thành.